Thì em có tới đây là em tình cờ là gặp chị tắm trong cụ, Dạ. em cũng có quay cái đoạn video em đăng lên mạng. Dạ. Thì bữa nay thì em tới đây cũng mạnh thường quân, người ta gửi tiền cho chị Dạ. là vợ chồng của chị Liễu Khánh ở Úc, Dạ. à, gửi 200 đô Úc là Dạ. em đổi được 3 triệu, Dạ. là 3 triệu tư là tiền mua chiếc xe lăn, Dạ. là 3 triệu tư là tiền xe lăn, rồi còn dư thì chị giữ rồi mua đồ ăn nội cho ông cụ ha. Dạ dạ. Rồi chị 10 like là 2 triệu mốt ở Mỹ, Dạ. tổng cộng là 5 triệu gửi. Dạ. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 5 triệu gửi. Dạ. Thôi vậy em rất cảm ơn cái anh Lúc và nãy chạy cho Mạnh chị Thường cảm ơn Quân chị cho nó cha đó, em. đâu mà anh hỏi Em cũng chị rất cảm có ơn quen. mấy anh mấy chị. Rồi ông được xe lăn gì ông mừng không? Dạ Mừng không? dạ mừng cảm Một ơn ngày mốt ta kêu dâu tắm tiếp nữa ha. Ông ngoài ha. Ngày mốt có xe lăn là đi tới luôn được hay không? cảm ơn rồi lắm ông, đâu có đi được đâu, giờ ngồi đây bỏ đây tới chơi mai cũng coi rồi đây. Cũng ngồi luôn ha. Dạ. Chị cảm ơn cái chị 10 like với chị Dạ cho em Khánh. rất cảm ơn chị Mười Lai với mấy anh mấy chị Chị Khánh không? với chị Diệu Khánh cho em Dạ Liễu Khánh Khánh không? Rồi đúng rồi dạ đâu đúng rồi. cho em rất cảm ơn mấy chị Đâu không còn lâu nữa luôn mà. giúp đỡ cho cha Đâu em được lâu cái còn xe lâu lăn nữa em mà. cũng rất cảm ơn đoàn Thường Quân cho cha em được cái xe lăn Thì em hai mặt chị Liễu Khánh và chị 10 like ở Mỹ, thì em cũng chị 10 like ở Mỹ thì em cũng xin cảm ơn chị, và em chúc anh chị luôn làm ăn phát tài và mạnh khỏe. Em xin cảm ơn chị. Minh Tân xin chào cô chú anh chị và mọi người ha. Thì bữa nay mình tới cái gia đình của cha chồng nàng dâu đặng mình mua cái chiếc xe lăn cho cái ông già ha mọi người đó. Thì bữa nay mình tới thì nhà cha chồng thì ở đây ha, còn nhà nàng dâu thì ở bên đây nè đó. Cũng chia bằng cao su được không hả mọi người? Đây một chút mình qua bên nhà của nàng dâu mình quay luôn. Mình mua xe lăn rồi mình trao tiền cho cha chồng với nàng dâu ha. Nó có cây thì nó ấm một khúc, còn một khúc nó lạnh. Cái này ba nhức lại rồi thôi ông thôi tắm nước ấm lại đi con ơi. Mà bữa nay mới chịu nước ấm. Tính là nãy giờ tính qua bắt còn nấu. Dạ. Rồi hàng ngày chị đi làm gì? Em thì nói ra đi làm hồ có, đi lò sấy có. Nay nay ở nhà làm hột điệu. Chị làm lò sấy nữa hả? Dạ. Làm lò sấy vô trong làm gì? Làm lò sấy thì phả mặt bằng với như có lúa bao thì mình hứng lúa bao mình cột miệng bao lật xuống băng tải. Còn bên bao được luôn. Dạ. Làm lò sấy là đàn ông tôi làm với đường bà nó làm nặng lắm. Thì nặng giờ mình cũng làm chứ nói cho nghèo khổ không có ruộng đất thì mình phải làm mấy anh ơi. Dạ. Như nói chứ giờ thấy cha cũng già rồi mình có đồng nào thì mình phụ vô đồng nấy. Còn không có thì mình cũng tội nghiệp quá đi. Giờ ở đây thì nói ra thì cũng nghèo khổ không có tiền. Không có gạo thóc ăn thì phải bươn chải chứ giờ còn mình còn mạnh giỏi. Rồi sau này trở về già nữa đâu có làm gì được đâu. Để em lấy cái thau đặng lấy nước cho ông già. Dạ. Vô thứ tư tắm bữa hao nước đó không chị? dạ nửa nửa thao này nửa hao ha. dạ Rồi ông muốn đi ra ngoài dài dài mà lộ làm chị cổng hay gì? dạ ẩm ẩm ba đi ra lộ rồi ba ông kêu ẩm vô nhà bê chơi thì em ẩm vô nhà nhà chơi đã tới chiều rồi ba ông đồ về thì ẩm trở về. Dạ. Quần áo ba đâu ạ? Chú ơi, chú chỉ thích là người dâu tắm thôi ha. Dạ. Sao mà chú thích vậy chú? Tại nó ẩm được rồi mấy cái nào không dám ẩm ông ơi. Mấy thằng trai sợ luôn sợ nó xuống cái chết luôn á. Chú ơi. Ơi nó nói sợ dữ lắm. Mấy thằng con trai nó mạnh hơn gái mà. Trời ơi thôi. Khi giờ ra ẩm không nổi luôn á. Sợ luôn á chứ không phải
Bà lấy cái giò đi bà. Nếu mà nó ấm rồi tôi sợ tôi cũng bây giờ không té hả? Ấm nó không có gọn. Nhưng mà mấy dạ. Người con trai của cổng chú lần nào chưa có ấm lần nào chưa? Thằng trai cái đó nó hai ba lần rồi tôi thấy đâu được. Không được, lúc lần đó là ngay cái vụ lần thằng thứ ba thằng thứ năm à. Còn một thằng thứ tư bên đó đó nó tắm được mấy lần chứ con thằng này không tắm là bị đi mang hoài rồi. Cái giò chú nó bị teo hay bị gì chú? Im. Là chú không là ước muốn được có chiếc xe lăn ha. Nhưng mà bữa nay là con sẽ là đặt mua chiếc xe lăn cho chú và cho tiền chú xài hàng ngày luôn ha. Chú thích không? Chú chịu không? Dạ, cảm ơn. Không có dạ, chịu rồi. Chơi đi. Là hàng ngày là chỉ có con dâu tắm thôi hả chú? Bữa đâu không, hai ba bữa, một bữa một, cười sầu một năm. Bữa mưa quá không dám tắm rồi. Nhưng cái trời tụi ác rồi. Nó lạnh luôn, không chịu nổi. Rồi hay đồ vệ sinh đồ cũng là dâu luôn hả chú? Hai trận qua đây, bà làm gì nổi. Cái bà... cái này là mình pha nước chuẩn bị tắm cho chú rồi chị. Dạ. Bà nói tôi không được không ơi. Cũng ở tôi té rồi, nhờ con cháu nhờ. Cái thằng này mổ trái tim mự lắm nha. Thằng này nó sợ, nó năm năm sáu gì nè, nó gì đó. Bà nói ẩm rồi coi là thôi, nó làm ẩm đi. Mày cũng mới có 12, 13 tuổi mà ẩm không được coi chừng đứt gì vậy. Khổ bộ rồi thêm mà. Chú quá. Cũng con còn sẽ bong ba hả? Dạ. Chú còn khỏe không? Còn. Khỏe mạnh ha. Thôi bịch này có không? Được rồi, cái đầu của anh đâu có gì. Vậy đó. Là hay cô dâu hay đồ cho chú dưới tắm chú rồi chú có ngại không? Ngại chứ mà đều đau quá đâu có biết gì đâu thôi giờ thì thôi luôn. Ấy tắm rồi. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ chú tắm rồi chú ơi, nước sôi rồi. Dạ. Dạ. Con còn mẹ. Rồi bây giờ cái người dâu với cha chồng tắm hay mọi người. Này bà cầu cổ con nha. Nha. Ba cầu cổ đã đi, ba cầu cổ đã đi. Cầu cổ ôm vô cho đừng té. Đâu có té ông đâu mà. Ở qua. Không có té đâu, sợ con ngẫm mà nay lâu rồi mà sợ gì. Thì biết rồi. Chết. Mẹ con pha nước cho ta lạnh không nha, ha nóng nha. Hả? À. À, lạnh không? Không. Có rồi chị. Chú gọi ít men luôn nha. Lia. Đó gọi đó bộ đi đó. Tôi nói ông ngại đó con ẩn tôi lần thở. Thở không hả chú? Dạ. Yeah. Sợ quá chứ bị nó có 12 13 tuổi à. Dâu chú tầm gì vậy chú vui không? Dạ yeah, vui bị vui làm không? Ngoài nó biết. Là ngoài biết ý ha. Dạ. Yeah. Nó nói tôi không buông ông đâu nãy. Sợ, cảnh giác con sợ vậy. Sợ luôn hả chú? Dạ. Yeah. Sợ té hả? Té giờ còn cảnh xương khớp ba sợ tép phải không? Dạ. Mà rồi không giờ đủ té là chết luôn. Trời ơi dễ vậy dâu ông buông ơi. Dâu nắm cứ ngắt mà dễ gì buông không? Trời lắm còn ơi. Nhưng mà con cũng nghĩ là con trai tướng bự bành kia mà ông không chịu nó mạnh hơn đường bà nữa. Thì tại vì chú sợ, chú sợ chứ không phải là... đi em đi bệnh viện tắm mà không nói sao mày để cho tao tắm đi thôi đi đừng có tắm tắm người ta đây người ta nói chết à con không có đâu ba đừng có sợ đừng ngại gì hết trơn con dâu đâu có gì đâu sợ đi vô bệnh viện tao hỏi con dâu hay con gái nói con dâu gái nhỏ nhỏ ra nó ẩm gì rồi gái nhỏ nhỏ từ nhỏ vậy em mới nữa cô đó nó làm sao răng không nổi dễ vậy chị ba lúc đó cho em bịch xà bông chị ba dạ yếu quá là tôi có thằng tư á ông nói nè cảm được nhiều lần mà tôi sợ đó rõ đó ớn ớn luôn hả cái gì nó kỳ tôi ra muốn chết luôn à ớn luôn hả chú dạ ớn con ẩm cái xèo mà 3 triệu
Con cái này nó. Ê nè, kêu chị dâu thứ ba ẩm nè. Ba. Nè, ba. Trà bá đây ẩm ông còn không chịu đây, đừng nói nữa mở. Kêu nữa rồi gọi đi dâu thứ ba đâu ơi. Dạ đâu đánh đâu. Đâu. Dâu đó ẩm không chịu hả? Không chịu tắm đó. Không dám. Ông phải dâu bự à. Sao bé chắc sao? Không chịu đâu. Chịu tướng bự con ha chú. Dạ. Con vậy là ổng an tâm hơn. Mượn nhỏ này, ví dụ không mượn nó cũng ai làm. Đâu con còn nhỏ kia sợ, sợ nhiều khi nó buông cái chết luôn. Con không quen. Này ba đưa hai cái giỏ ra đây đi con, trà hai cái giỏ. Nói chung là cái bệnh này chân của chú Chào nó teo lại không? Dạ. Cái này chú phải ăn uống nhiều vô, không ăn uống nó teo dữ. Ở đây là em đi kiếm cá lóc bự hay là em nấu đem qua ổng sao? Bây nấu gì vừa ăn dữ rồi. Bị dạo đấy hả chị? Dạ, ở đó ba ổng bị thương binh đó. Dạ. Bị thương bị tháo nó bắn đó. Rồi vậy mà 1-2-3 năm, 3-4 năm rồi đi lấy cái miệng ra rồi mới được á. Bởi giờ nó yếu. Nó cắt không gần nữa. Cắt gần. Nó không gần nữa. Nó khỏi chị ba ơi, ba ống lạnh rồi. Dạ. Lạnh thôi, có xăng trắng bằng luôn. Đấy, dùng lấy khăn là. Ấy con vô con thay đồ ha. Rồi giờ ai ẩm ông nè? Con ẩm với ai ẩm? Con ẩm. Ẩm ngon rồi chết rồi. Thôi giờ kêu con dâu thứ ba ẩm đi. Thôi. Ủa nó chết rồi. Đâu có đâu. Nè nè. Nó không có buồn. Không có buồn được. Cầm cổ sách vô. Cặp cổ liền ha. Rồi rồi ôm nha. Rồi rồi. Ôm nha. Cặp cổ. Ôm cặp cổ liền ha. Ăn gì ạ? Rồi. Ê bà. Không có chịu, đừng có chịu. Giò đừng có chịu. Chịu là không được. Đâu có chịu đâu. Đâu có chịu đâu hả? Thôi giờ thay đồ ha. Con lấy khăn con quấn con thay đồ ba ha. Con có áo để quần. Không, cái quần ở trong đó đó bà. Dạ. Không chịu rồi, không chịu à. Tắm xong rồi phải thay đồ luôn hả chú? Thay đồ luôn hả? Chịu con dâu thay đồ luôn. Thay đồ rồi, bộ ai vậy? Hả nấu nó tắm rồi nó thay đồ cho luôn. Có nào lũi vô đâu? Có nào lũi vô? Không có nào lũi vô chứ. Thì nó tắm rồi nè, tại ẩm vô rồi thôi. Thay đồ luôn. Còn nhỏ nãy nó sợ. Nó sợ, quá nó buông rồi tôi chết rồi. Đâu mà buông chết không biết nữa. Tại nó vậy chứ nào buông ba ơi. Buông không dễ gì sao chả vậy. Thường hai đồ lúc trước có che khăn gì không chị? Dạ không. Không hả? À. Dạ, này có mấy anh nó ngại. Dưới hai lúc trước là hai bình thường. Dạ, hai bình thường này. Dạ. Chứ khỏi che hả? Dạ, khỏi che. Rồi. Anh nhóm được cái nữa. Rồi. Tắm mà mát không không? Dạ. Mát không? Mát không? Mát hơn ngon. Mát ha. Khỏe hơn ví dụ à. Rồi rồi rồi, bà nhóm lên cái nữa đi. Thì đã thay đồ xong cho chú Chào. Rồi. Rất là xúc động về cái tấm lòng của chú Thảo với ông già chồng. Thì sau đây thì anh em mình tiếp tục cái bước tiếp theo để giúp đỡ cho chú Chào những chuyện của anh. Nè ba đang đọng nó.
Rồi. Ông làm qua rồi. Trời ơi. Rồi chưa? Rồi. Rồi tao tổ nha. Rồi tao tổ đi. Tao sát vô. Con sát vô. Rồi, câu nha. Rồi con đi đó. Thì bây giờ con dâu bồng 300 đi qua nhà của dâu chơi hết mọi người. Này đi rồi, nay đội đi rồi. Ba đừng có vịnh, ba đừng có vịnh. Để con ngắm vô. Ngồi đâu được rồi. Được mà, lấy ông đến đây, ngồi đây chứ gì. Chị quay lại em chơi cái gì? Để xuống nhẹ nhẹ trời. Rồi ba ngồi đây ha. Là bữa nay là qua nhà con gái chơi không? Dâu chưa? Qua nhà dâu chơi ha. Lấy cho ông chiếc 2.7 đi. Thôi lấy chiếc 2.7 đi. Lấy cỡ đó được rồi. Em ở ấp 1, xã Tân Thành. Chúc mừng chị đọc. Em chị ông cụ nghèo lắm, nhà ông cụ giữa đồng á, tại vì chị thấy tội quá rồi chị phát tâm rồi đó cho cô chú người ta phát tâm người ta mua. Con gái của cụ đi. Dạ. Dâu. À, ấp 1 xã Tân Thành. Huyện Tân Thành, tỉnh Long An chị. Ấp 1 xã Tân Thành hả chị? Dạ, ấp 1 xã Tân Thành, huyện Tân Thành, tỉnh Long An. Huyện Tân Thành hả chị? Dạ dạ, huyện Tân Thành, tỉnh Long An. Giao ngay ấp 1. À, chị giao ngay xã Tân Thành cũng được nữa. Chị, cái này mình gửi xe buýt thì sao chị? Dạ, chị muốn gửi xe buýt thì chị gửi tại xã trên Mỹ An. Nếu mà gửi xe buýt thì gửi xã Mỹ An hả chị? Dạ dạ. Dạ. Chị gửi ngay bưu điện Đốc Bên Kiều quá chị. Hay là em gửi bưu điện được không? Dạ được, gửi ngay bưu điện Đốc Bên Kiều cũng được đó chị. Gửi bưu điện thì em gửi địa chỉ là ấp 1 xã Tân Thành, huyện Tân Thành, Long An được không chị? Đúng rồi. Dạ. Bưu điện thì nó phát hàng tận nơi chị à. Bưu điện Tân Thành chị gửi vô Tân Thành. Đấy là bưu điện chị cho em địa chỉ nhà chị rồi em gửi hàng nó phát hàng tận nơi chị luôn chứ không cần chị phải ghé bưu điện tới nhà mà. Dạ. Dạ. À, vậy là em ở ngay ấp 1 chị, ấp 1 xã Tân Thành. Dạ rồi. Dạ dạ. Gái ơi, có thể là cái xe đó bán chị là 1.4 triệu là chưa bao gồm cái vận chuyển ra Long An nha. Dạ kìa kìa, nói chị. Rồi chị nói luôn đi. Ừ, dạ nói, dạ. Là hành chiếc xe đó là gạt đẩy phải không? Dạ, chị cho em hỏi chiếc xe này gạt đẩy phải không chị? Sao chị? Chiếc xe phải gạt đẩy ha, chiếc xe lăn sao chị? Cái xe đó là nó bằng vải bố, nó bằng vải bố tập taro. Dạ. Ờ, thì cái đó là mình ngồi á thì mình tung cái xe ra. Lăn tay hay là gật? Dạ. Nãy mình dỡ cái phần ngồi lên thì nó sẽ xếp lại đối với chị. Không mà ý em hỏi là lăn tay ha, mình gật bằng tay à? Hay là đẩy bánh á? Ha, đẩy bánh hả chị? Dạ. Có nghĩa, cái xe chị nói là gật bằng tay là người xe lắc đó phải không? Dạ. Người ta lắc nó tự đẩy đi đó phải không? Dạ dạ. Cái xe em là người có một người khác tự đẩy hoặc là tự lăn tay. Dạ dạ dạ. Dạ. Thì dạ. Không biết là chị mua hàng chị muốn tặng cái loại nào? Cái loại mà gặt không phải lăn bánh. À, có muốn hàng gặt á chị, hàng gặt cho cha ông gặt gặt ông đi với chị. Có rồi chị. Không có hả chị? Như có hàng nào. Vậy là chị có cho cái hàng cầm tay mà đẩy cho cha đi đó phải không chị? Đúng rồi. Dạ dạ thôi vậy lấy ra. Dạ. Có người đẩy cho mình hoặc là mình tự cầm tay mình đẩy cái lăn cái bằng lăn. Thôi vậy lấy chiếc xe có người đẩy đi chị ơi. Xe có người lại là giá 1.4 triệu đó chị. Dạ dạ dạ. Nhưng mà thứ hai em mới gửi được cái chị được không? Tại vì hôm nay đang nghỉ lễ, thứ hai bên em mới làm việc lại á. Dạ dạ dạ, vậy cũng được nữa chị. Vậy thứ hai chị vậy gửi dạ. Em cũng được. Dạ. À, cái số điện thoại này của chị đúng không? Để em lưu lại. Không không, cái số của em để em đọc số cho. Số này của chị. Dạ. 033. Rồi. 4696. Rồi. 745. Tên gì đó luôn. 745 á chị. Dạ. Của em là Nguyễn Thị Diễm. Cái tên người nhận hay tên người mua chị? Dạ, tên người nhận á, người nhận á là Nguyễn Thị Diễm. Còn tên người mua ai chuyển khoản hoặc là ai trả tiền cho em? À, có đưa tiền cho chị tới. Em đưa tiền, chị đã đưa tiền cho em rồi, em đi lấy xe là em nhận luôn rồi em đưa tiền chị luôn. À có nghĩa là ship có đó phải không chị? Dạ dạ. Bưu điện nó trả tiền đó phải không chị? Dạ dạ dạ. Là em nhận vô tới bưu điện thì em đưa tiền ngay bưu điện luôn. Chị
chị ơi, vậy nói chung là ship code đó thì cái tiền ship code thay vì cái tiền vận chuyển, ví dụ như em, ví dụ như từ em gửi về cho chị ở Long An á, dạ, thì nó khoảng tầm 150-200 ngàn đi, nhưng mà thu hộ 1.4 triệu có thể nó đổi lên thêm 50 ngàn nữa. Cái tiền thu hộ nó thu hộ dành cho em là lấy khoảng tầm 50 ngàn nữa. Dạ dạ dạ. Chuyện mà nó rẻ hơn á thì chị chuyển khoản trước giùm em nha. Dạ dạ. Kêu xếp vô cái nhà được không? Thì xếp dạ, cái 50 đó. Chuyển cho 50. Ok ok đi. Dạ dạ. Vậy cái này để thứ hai cái gì em ấy rồi xong rồi em coi rủ điện bao nhiêu. Rồi em báo với chị đồng ý thì em gửi nha. Dạ dạ dạ. Dạ rồi. Dạ dạ. Thứ hai em gọi lại chị, có số điện thoại của chị Diễm đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Dạ rồi, ok chị. Dạ dạ. Dạ. 1.4 triệu 50 mà. Không cho chị nói không? Ở ngoài nó nấu vô.